Xin chào tất cả các bác và rất vui được gặp mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2024 ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại và mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ đến từ nhiều các thương hiệu. Và ngoài ra thì sẽ có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm khác như là điện thoại này, kính mắt, nhẫn và tranh nha, tranh treo tường. Các bác trong quá trình xem nếu như mình yêu thích sản phẩm nào thì có thể chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Rồi và đi vào chiếc đồng hồ đầu tiên gửi đến các bác trong video ngày hôm nay sẽ là một chiếc điện đồng hồ đến từ thương hiệu Longines ạ. Như các bác đã biết thì Longines là một trong những thương hiệu đồng hồ cực kỳ là nổi tiếng của Thụy Sĩ, và cái phiên bản đồng hồ Longines này là một trong những cái phiên bản mà mỗi khi nhắc đến thương hiệu này thì không thể nào mà bỏ qua được các bác ạ. Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa nha. Trên phần mặt thì sẽ có biểu tượng 5 ngôi sao, đấy là biểu tượng của cái phiên bản đồng hồ này. Cọc số chảy tia và có một ô click cock 3 giờ. Dây khóa sẽ là một chiếc dây hạt gạo bản lớn nha. Và ở phía dưới mặt đáy này có khắc tên thương hiệu đồng hồ Longines cùng với lại đầy đủ các thông số máy ở đây. Đấy, đáy đa giác. Chiều ngang có size mặt 35 và chiều dọc có size mặt là 41. Một phần mặt lớn và rất là dễ đeo so với các cái phiên bản đồng hồ cơ cổ cùng phân khúc nha. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm này. Longines Đô Đốc 5 sao Đại Tướng Quân, màu mặt trắng với những đường gân trải tia dọc trên phần mặt. Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Bốn chân càng dày dặn chắc chắn. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này sẽ có hỗ trợ thêm cả cơ quạt tay cho các bác nữa này. Ô cửa lịch góc 3 giờ và đối với ô lịch này thì các bác mình sẽ căn chỉnh bằng cách là quay kim cho em nhé. Về phần máy ở bên trong ạ, thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy trong của chiếc Longines này. Máy tự động nguyên bản của Longines Thụy Sĩ với 21 Jewel. Đấy, máy rất là sạch sẽ, sáng đẹp, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi nhá. Bạn nào yêu thích chiếc đồng hồ này mình chốt đơn em với mã số 1 này, có giá là 6.280.000. 6.280.000 nha, một mức giá cực kỳ tốt để các bác mình có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ phiên bản cao cấp và siêu siêu nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Longines này. Chốt đơn em về Zalo số điện thoại ở bên ngoài màn hình. Và đối với đồng hồ thì cửa hàng có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nhé. Rồi và xin phép các bác một ít phút để em giới thiệu về một số cái dòng sản phẩm đang được bán tại cửa hàng Kiên nha. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với đồng hồ. Thì trên tay em đây đang là hai chiếc điện thoại của thương hiệu Oppo, có hỗ trợ sóng 5G cực kỳ tiện lợi để các bác mình có thể sử dụng, và tầm giá thì chỉ chưa đến 2 triệu nha. Chiếc điện thoại đầu tiên giới thiệu đến các bác đó là chiếc Oppo K9X 5G, bản máy 256GB. Đây là bản có dung lượng lớn nhất. Và máy của nhà em thì hiện tại là mới 99% luôn. Đấy, các bác nếu như mình chưa biết đến hoặc là mình quan tâm đến cái phiên bản Oppo K9X 5G này thì các bác có thể trực tiếp tra ở trên Google giúp em nhé. Sẽ có giá và có đầy đủ các thông tin chi tiết về cái chiếc điện thoại này. Đấy. Em này thì mới 99% và bản màu sẽ là màu Titan. Đấy. Có hỗ trợ sóng 5G, camera AI chụp ảnh cực kỳ sắc nét, màn hình cảm ứng mượt mà. Em này thì màn hình sẽ là màn LCD 6.59 inch nha. Đấy. Đối với em này thì RAM sẽ là RAM 12GB, cho nên là các bác mình có thể sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, có thể sử dụng nhiều các ứng dụng nặng đô, và ngoài ra thì chơi game cực kỳ mượt luôn ạ. Với tầm giá chỉ có 1.980.000 thì các bác sẽ không thể nào tìm được một con điện thoại mà nó có thể chơi game mượt như là cái con Oppo K9X 5G này đâu ạ. Đấy, cái này các bác mình mua về cho con hoặc là mua cho vợ hay là tặng người yêu các thứ thì nó cực kỳ là hợp lý luôn. Nói chung là về thứ hai là về chụp ảnh. Chụp ảnh thì rất là ok rồi, Oppo là một trong những cái dòng điện thoại mà phải gọi là selfie cực kỳ xuất sắc luôn ạ. Chụp ảnh lúc nào cũng đẹp, mịn, mượt. Đấy, đây là điều mà các chị em rất là thích. Tiếp tục đó là pin. Pin 5000 ampere nha, cho phép các bác sử dụng cả ngày dài. Và mình chỉ phải sạc một lần vào buổi tối thôi. Tối mình tranh thủ mình sạc, và ngoài ra còn sạc nhanh nữa chứ.
có hỗ trợ sạc nhanh cho các bác nha. Bình thường các con điện thoại khác các bác sạc mấy tiếng, nhưng mà con này các bác chỉ cần cắm sạc khoảng 1 tiếng thôi là đã đầy pin rồi. Đấy, có hỗ trợ sạc nhanh rất là ok luôn. Giá 1.980.000. Bao giá toàn thị trường cho các bác luôn. Còn các bác muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì mình cứ Google mình tra cho em nhé. Tiếp tục chiếc điện thoại số 2, đó là Oppo A56 5G. Giá của chiếc này là 1.750.000. Màn hình 6.5 inch. Đấy, có hỗ trợ sóng 5G, nước web nhanh, camera AI, và bản này cũng là bản 256GB nhé. Bản 256GB. Nếu như mà các bác mình chỉ vào mạng hoặc là sử dụng các ứng dụng thông thường, mình ngoài chơi game ra, chơi game cũng được, nhưng mà nếu như mà những cái game như là Liên Quân các thứ thì chơi sẽ không nét bằng cái con K9X 5G kia được. Đấy, còn nếu như các bác chỉ sử dụng các ứng dụng bình thường hoặc là mình lướt web xem phim các thứ thì em này thì 1.750.000. Và ngoài ra khi mua điện thoại bên em thì sẽ được tặng thêm, đó là sạc, cáp sạc dây tai C nha các bác. Dây tai C xịn luôn đấy ạ. Đấy, ngoài ra thì sẽ có thêm cả ốp điện thoại và kính cường lực nhé. Mua 1 tặng 4. Cái dây tai C này nó rất là tiện, các bác vừa có thể sạc cho Oppo và mình vừa có thể sạc cho iPhone nữa. Đấy, đây, rút ra và đây là cái sạc iPhone này. Đó. Đầu dây, cái đầu này sẽ có hai đầu nhé. Một là cái đầu dây truyền dữ liệu, hai là cái đầu để cắm vào cái ổ sạc cho em. Đây, như thế này. Rất là tiện cho các bác luôn. Nguyên bộ này là đã rơi vào 80.000 rồi. Đấy, thêm cái bộ này nữa là 40.000, nữa là 120.000. Đấy, tặng cho các bác bộ quà cực kỳ là ok luôn. Đấy, điện thoại và các bác mua hàng thì chỉ cần cọc từ 100.000 trở lên là em đi đơn nhé. Rồi và quay trở lại với đồng hồ. Đấy, hôm nay sẽ có rất là nhiều các mẫu đồng hồ đẹp để các bác mình có thể giao lưu. Chiếc số 2 này, Rolex, một chiếc Rolex phiên bản Day-Date, rất là đẹp. Nó nhắc đến Rolex thì một cái thương hiệu với những thiết kế vô cùng là đẳng cấp và sang trọng. Đấy, phiên bản này trên tay em đây là cái phiên bản có hai lịch nhá. Day-Date là có hai lịch, đó là lịch ngày và lịch thứ này. Toàn bộ phần mặt niềng bên ngoài đều được chạm đá hết toàn bộ luôn các bác ạ. Quá là ấn tượng luôn. Cọc số có được cài đá nhé. Và màu mặt trắng sạc cừ. Nốm zin này. Dây khóa zin. Dây của em này thì sẽ là dây thép đúc nha. Kết hợp giữa thép đúc và vàng hồng. Đấy. Dây thép đúc vàng hồng cực kỳ đẹp và dày dặn như thế này. Thân vỏ thép không rỉ. Đây là phía dưới mặt đáy nhé. Đeo những cái con này thì nó quá là đẳng cấp rồi. Chiều ngang size 40 và chiều dọc, nếu tính cả chân cả thì sẽ là size 47. Ngang 40, dọc 47. Bộ máy cơ tự động. Núm cổ chai, các bác sẽ xoáy núm ra bên ngoài. Thứ nhất là mình có thể lên cốt tay này. Thứ hai là mình có thể điều chỉnh các nước lịch nhanh. Đấy, xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày. Và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ cho em. Zin nguyên bản từ phần dây khóa lên tay ạ. Rolex phiên bản Day-Date, máy cơ tự động có hỗ trợ cốt tay. Về bộ máy ở bên trong thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy trong của chiếc đồng hồ này nha các bác. Máy ETA, máy vàng cực kỳ đẹp luôn. Em này vàng nguyên bản. Đấy. Giao lưu đến các bác chiếc đồng hồ số 2 có giá là 4.800.000 nha. 4.800.000. Qua mã số 3 này sẽ là một chiếc đồng hồ nữ nha. Em này là một chiếc Mauvel của Thụy Sĩ ạ, thương hiệu cao cấp. Zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn. Cái này các bác mình mua cho vợ, người yêu tặng rất là ok này. Đấy. Rất là hiếm khi mà em có cái dòng đồng hồ nữ như thế này. Chiều ngang size mặt 26 và chiều dọc tính cả chân cà sẽ là size 32. Đấy.
Cọc số La Mã có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Toàn bộ phần niềng bên ngoài cũng là niềng đá nha. Niềng cài đá này, nốm zin. Và phía dưới mặt đáy thì có kính lộ đáy. Đây các bác hoàn toàn mình có thể nhìn thấy bộ máy bên trong của em này nhé. Nhìn máy này thì các bác biết là máy Thụy Sĩ chuẩn rồi đúng không ạ? Đấy. Lên tay này. Nói chung là size nữ đeo thì nó chỉ tầm này, đeo rất là đẹp luôn. Rồi và bác nào mình thích chiếc này mình chốt đơn cho em nhé. Với mã số 3, giá là 1.980.000 nha. 1.980.000. Qua mã số 4 này, Omega Seamaster. Một chiếc Omega với màu mặt xanh, rất là đẹp và quyến rũ như thế này. Đấy, zin nguyên bản từ phần dây khóa này. Đây là phía dưới mặt đáy này. Em này máy thì quá là mượt luôn rồi. À, phần mặt đáy thì sẽ thiết kế với những cái phần răng cưa. Đấy, đáy răng cưa. Nốm zin, thân vỏ thép không gỉ. Form cực kỳ chất luôn. Chiều ngang có size 41 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là 48. Ngang 41, dọc 48. Màu mặt xanh hơi rêu nhẹ, nó sẽ hơi thiên về màu rêu một chút. Có một ô cửa lịch góc 6 giờ. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm ạ. Omega Seamaster zin nguyên bản 100%. Đấy, có kính lộ đáy. Tình trạng máy hoạt động tốt và em này đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi nha. À, bác thích chiếc này chốt đơn em với mã số 4 ạ. Giá là 2.280.000. 2.280.000. Mã đồng hồ số 5 sẽ mang đến cho các bác một em đồng hồ của Nga. Đây là một chiếc máy pin của Nga nha. Đó, mặt rất là độc đáo luôn. Em đảm bảo với các bác là hàng độc, độc quyền luôn. Đấy, mặt với hình đại bàng hai đầu, biểu tượng quốc huy của Nga. Và hình ảnh cờ Nga được in trên phần mặt nền, rất là đẹp. Cọc số La Mã. Thân vỏ mạ vàng và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Size mặt 38, tính cả chân càng chiều dọc sẽ là 44, ngang 38 dọc 44, máy pin nha, máy pin. Chiếc này có giá là 580.000, 580.000 nha. Mã số 5 cho em. Rồi tiếp tục qua mã số 6 ạ. Số 6 tiếp tục là một chiếc đồng hồ pin của Nga. Đây là chiếc Pontjot có chữ ký của Tổng thống Nga nha. Bên trên đây có hình ảnh đại bàng hai đầu quốc huy của Nga này. Đây là một chiếc logo được đúc nổi và đính ở bên trên phần mặt, rất là chi tiết như thế này, rất là cầu kỳ luôn. Đây chính là chữ ký của Tổng thống Nga này. Và góc 6 giờ đây là ô cửa lịch. Toàn bộ phần kim cọc vàng, kim cổ ngỗng, thân vỏ mạ vàng và thiết kế của em này thì quá là chất và đẹp luôn ạ. Đây phía dưới mặt đáy còn có khắc thêm một cái biểu tượng logo. Đây là đáy đúc nha các bác, đúc nổi trên phần mặt. Đấy, rất là đẹp luôn. Chiều ngang có size mặt 39 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 46 ạ. Ô cửa lịch góc 6 giờ và các bác sẽ căn chỉnh lịch bằng cách quay kim cho em. Để trên này có nấc chỉnh lịch nhanh nhé. Pontjot chữ ký Tổng thống Nga, zin nguyên bản từ phần dây khóa. Mã số 6 có giá là 1.380.000 trên này. 1.380.000 ạ. Tiếp tục qua mã số 7, Rado LG. Một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ. Form rất là nam tính nha. Zin nguyên bản từ phần dây khóa. Em này thì sẽ có phần cọc số dạng khối này và một lịch cọc 3 giờ. Đặc biệt là 4 phần chân càng thiết kế cực kỳ chắc chắn như thế này. Rất là dày dặn. Size ngang 35 và size dọc tính cả chân càng sẽ là 41 này. Nốm zin nguyên bản. Phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng radio ba cá ngựa ở đây. Dây khóa zin này có tên thương hiệu. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm ạ.
Trên này thì vẫn còn giữ được tình trạng độ mới đẹp, rất là tốt luôn. Form lên tay cực kỳ nam tính. Đấy. Đặc biệt là nó zin, thì các bác zin toàn bộ 100% từ phần dây khóa. Để mà sưu tầm được một chiếc đồng hồ nó zin nguyên bản như thế này thì thực sự là nó rất là ưng ý nha các bác. Về phần bộ máy ở bên trong, đây chính là bộ máy trong của chiếc Rado này các bác này. Đấy. Một bộ máy trắng nha, tự động với 25 Jewel. Máy rất là sáng đẹp, sạch sẽ, đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đấy, bác này yêu thích chiếc đồng hồ Rado này thì mình có thể chốt đơn em với mã số 7 nha. Giá là 1.980.000. Số 8 này, Senco 5 chặt góc, máy pin zin từ phần dây khóa nha. Màu mặt xanh, viền vàng và có một lịch. Thân vỏ thép, có khắc tên hiệu và đầy đủ các thông số máy ở phía dưới mặt đáy này. Chiều ngang size 38 và chiều dọc size 42. Lên tay ạ. Rất là nét luôn nha, em này thì quá là ok rồi. Đây là máy pin nha. 880.000 thôi. Mã số 8 ạ. 880.000. Số 9 sẽ là một chiếc đồng hồ cơ cổ đến từ Liên Xô, một chiếc Coslavin de Lucy. Máy cơ lên dây 23 chân kính. Chiều ngang có size mặt 34 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 40 này. Đây là một chiếc đồng hồ sở hữu cái form máy cơ siêu mỏng. Đấy. Siêu mỏng luôn các bác nha. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin dưới này. Thân vỏ vàng. Vị trí phần thân vỏ bên ngoài là nước vàng còn nguyên vẹn luôn. Đặc biệt là bốn chân càng rất là dài nhé. Hơi cong nhẹ. Đấy, lên tay. Coslavin de Lucy, máy cơ lên dây 23 chân kính. Có giá là 1.480.000, chốt đơn em mã số 9 ạ. Mã số 10, Pondros, máy cơ lên dây với 17 Jewel. Chiều ngang có size mặt 35 và chiều dọc có size mặt là 40. Ngang 35 và dọc là 40. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Thân vỏ vàng ao 5, có chuyện ở phía dưới đáy. Đây. Vỏ vàng ươm luôn, rất là đẹp và cực kỳ dày dặn nhé. Vị trí phần viền cạnh thì cũng sẽ có hơi một chút các vết hao mòn của thời gian như thế này. Đấy, form em này thì thiết kế nó là một cái phong cách độc đáo và rất là chất, nam tính. Phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Đấy. Có một ô cửa lịch góc 3 giờ và các bác sẽ chỉnh lịch bằng cách là quay tim cho em nhé. Lịch chỉnh thủ công. Bonjour. Mã số 10, giá là 1.380.000 cho em. 1.380.000 ạ. Rồi và tiếp tục đến với các sản phẩm khác của cửa hàng Kiên. Sản phẩm tiếp theo đó là đồng hồ quả quýt các bác nha. Hiện tại thì đồng hồ quả quýt của nhà em thì đang được bán với giá là 380.000 cho một chiếc. Thì các bác mình có thể mua về đeo, trưng bày hoặc là mang đi tặng người thân cũng cực kỳ là hợp lý, ok nhé. Máy thì sẽ là máy pin. Chiếc đầu tiên, mã Q7. Đây là một chiếc với hai màu vàng trắng, có hình ảnh búa liềm và ngôi sao 5 cánh ở đây. Đấy. Mặt bên trong này. Máy pin nha. Càng rất là đẹp luôn này. Càng với những hoa văn họa tiết. Người ta làm rất là kỳ công. Đây là phía dưới mặt đáy ạ. Đó. Mã Q7 nha, 380.000 một chiếc. Cọc từ 50.000 một đơn nên là em sẽ đi đơn. Chuyển khoản hết em 3 ship. Tiếp tục đến mã số 2, mã Q5. Chiếc tiếp theo mã Q5 nha. Màu vỏ sẽ là màu vàng đồng như thế này. Em này quá đẹp luôn. Đây nhỉ. Búa liềm và ngôi sao 5 cánh. Đấy. Form quá chất nha các bác. Đây là phía dưới phần nắp đáy, mặt đáy. Đấy.
một chiếc dây khóa, dây xích dài khoảng 40 cm, móc khóa. Đây là phần mặt bên trong nha. Mã em này là mã Q5 này. Tiếp tục đến mã, mã này giống nhau, mã Q6 đi. Em này mã Q6 nha. Em này gì khác một chút, đó là càng trơn nha. Càng trơn, có màu. Đấy, có được sơn màu trên phần mặt rất là đẹp. Đây là phần mặt bên trong này. Đó, phía dưới mặt đáy. Q6 380.000. Tiếp tục mang đến cho các bác, đó là kính Solex, kính AO hay các bác còn gọi là kính cơn ấy, một trong những dòng kính phi công cực kỳ là nổi tiếng và rất là được yêu thích tại Việt Nam. Đấy, có 3 màu cho các bác lựa chọn: nâu trà này, xanh và xanh đen. Đây là 3 cái màu mắt kính râm mà các bác mình có thể sử dụng đeo hàng ngày được. Mỗi khi bước chân ra ngoài đường, kính là một trong những cái phụ kiện không thể thiếu được rồi. Và với những cái thiết kế nó đẹp và quá xuất sắc như thế này thì các bác mình hoàn toàn có thể đeo đi chơi, đi đám cưới, đám hỏi rồi đi du lịch các thứ, là nó cực kỳ phù hợp luôn nhá. Hiện tại thì số lượng bên em còn có vài chiếc thôi, thanh lý nốt cho các bác với giá là 480.000 cho một chiếc kính AO hàng mã Lai với 3 màu mắt kính râm để cho các bác mình có thể lựa chọn. Các bác mua hàng đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và đặc biệt là bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, kính cơn. Tiếp tục sẽ giới thiệu đến các bác các mẫu nhẫn. Nhẫn bên em thì chắc là không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi đúng không ạ? Quá là nổi tiếng rồi, bán được rất là nhiều, được các bác vô cùng yêu thích và ủng hộ. Toàn bộ các mẫu bên nhẫn bên em thì đều là nhẫn nam với rất là nhiều những màu sắc phong cách khác nhau để các bác mình có thể lựa chọn nha. Chiếc số 1 size 9 dành cho các bác ngón tay từ 19 đổ lại. Đây là form mặt nhẫn vuông. Đây là size lớn nhất của nhà em này. Cái form mặt lớn nhất nha. Đấy, sẽ là form mặt là vuông như thế này. Mã nhẫn số 1. Mã số 1. Đấy, cho các bác ngón tay từ đường kính 19 đổ lại nha. Đến mã số 2 này. Chiếc số 2 sẽ là một em với màu mặt thạch anh xanh. Size cho các bác ngón tay từ 19 đổ lại. Em này cũng là size 9 luôn nhé. Size 9. Chiếc nhẫn số 2. Chiếc nhẫn số 3. Size cho các bác ngón tay 24 đổ lại. Em này size 11. Các bác nào ngón tay to đeo cái này được này. Đấy, mặt thạch anh. Thạch anh xanh. Màu rất đẹp nha. Đây là mã số 3. Mã số 4 ạ. Size dành cho các bác ngón tay từ 21 đổ lại. Em này size 10. Đây là mã số 4. Tiếp tục đến mã số 5. Số 5, đây là mã số 5 này. Em này cho các bác ngón tay từ 21 đổ lại nhé, size 10. Lên tay. Rồi và video ngày hôm nay đã tiếp tục mang đến cho các bác là bộ sưu tập với 5 mẫu nhẫn để các bác mình có thể lựa chọn cho mình trong video ngày hôm nay. Đồng giá 380.000 một chiếc. Mua hàng cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho mình nhé. Rồi và video ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác, đó là các mẫu tranh treo tường. Thì hiện tại cũng đã là cuối năm rồi, đây là một trong những thời điểm thích hợp để các bác trang trí lại cho ngôi nhà thân yêu của mình. Thì ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến các bác, đó là rất là nhiều các mẫu tranh, gồm có tranh giấy dầu và tranh lụa cao cấp nha các bác.
Mã số đầu tiên đó là mã số A6 sẽ mang đến cho các bác, đó là bộ tranh tứ bình bao gồm 4 bức tranh xuân hạ thu đông để các bác mình có thể lựa chọn. Bộ này thì sẽ có kích thước đó là 35 nhân với lại 1m3 nha. Đấy, bao gồm 4 bức tranh như thế này. Em sẽ quay chi tiết mỗi họa tiết bức tranh để các bác mình có thể nhìn thật là kỹ nha. Tranh thì rất là đẹp rồi. Các bức tranh được vẽ trên nền giấy dầu. Đấy. Cực kỳ sắc nét luôn. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cả viền bo lụa ở bên ngoài đấy nhé. Bộ tranh tứ bình bao gồm 4 bức mã A6 có giá là 480.000. 480.000 các bác nha. Mua hàng cọc từ 100.000 trở lên bên em sẽ gửi hàng. Và bức tranh số 2 có mã A7. Đây là một bức tranh trên nền lụa các bác ạ, tranh lụa cao cấp nha. Đây các bác có thể thấy là cái chất liệu sẽ là chất liệu lụa như thế này. Rất là sang luôn. Những cái bức tranh lụa như thế này thì các bác treo ở trong nhà sẽ tạo cảm giác rất là sang trọng. Đấy, và hình ảnh của bức tranh này sẽ là bức tranh hoa lê mẫu đơn. Đấy. Và ngoài ra thì có thêm một đôi chim cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy. Mỗi bông hoa đều có những cái sắc thái khác nhau, được vẽ với những cái nét vẽ rất là sắc nét và tự nhiên như thế này. Màu sắc tươi tắn. Và trên nền, cái màu bức tranh này thì sẽ là một cái nền vàng nhá. Nền vàng. Thì hoa lê thì tượng trưng cho mùa xuân rồi. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Và chim thì sẽ tượng trưng cho sự hạnh phúc, ấm no. Đấy, đây là một bức tranh rất là ý nghĩa. Và treo tranh hoa ở trong nhà thì những bức tranh có màu sắc tươi tắn như thế này sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta lúc nào nó cũng cảm thấy rất là ấm cúng và sống động. Bức này thì sẽ có giá là 680.000. 680.000 các bác nha. Và bức tranh số 3 mã A1. Bức tranh cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng sẽ là một bức tranh hoa mẫu đơn. Đấy, hoa mẫu đơn thì luôn luôn tượng trưng cho sự gọi là giàu có, tượng trưng cho vẻ đẹp. Và bức tranh này các bác có thể thấy được màu sắc rất là tươi tắn luôn này. Đấy. Mỗi cánh hoa đều có những sắc thái khác nhau. Hình ảnh ba chú chim. Đây cũng là một bức tranh trên nền giấy lụa cao cấp nha các bác. Khổ tranh của em này sẽ là khổ 45 nhân với lại 1m1 nha các bác. 1m1, tranh rất là đẹp luôn. 680.000. Và đây cũng là bức tranh đã kết thúc video của em ngày hôm nay tại đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi bằng ngay bên ngoài màn hình nhé. Và mình đừng quên là ấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo và đón xem các video được em phát sóng một cách sớm nhất ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên live tiếp theo ạ.